Nó đang kiểm tra bơm HT, bơm DC70. Đây có 3 đồng hồ. Đồng hồ thứ nhất là đồng hồ bơm nạp. Đồng hồ này áp của nó từ 6 kg tới 8 kg. Đồng hồ thứ hai là đồng hồ tiếng, áp của nó đến 366 kg. Đồng lùi nó cũng vẫn 366 kg. Giờ chúng ta bắt đầu là cho nó dẫn hành cho máy chạy. Thôi nó lên được phải không? Đúng chuẩn không?